Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ Khải sẽ nói giới thiệu về cái cảm biến đo độ rung để cho ứng dụng những cái ví dụ như là mấy cái hệ thống đo cái độ rung của motor hay là dập giảm tốc hay là những cái bạc đạn gì đó. Tại vì mới nhiều có motor công suất nó tốc độ nó cao quá, có thì mình sẽ kiểm soát cái độ rung nó thường xuyên. Thì nếu mà có bạc đạn nó bị rơ hay là bị hư gì đó thì mình có thể là mình thay cái kịp thời, chứ không là nó sẽ hư đến những cái thiết bị khác, hoặc là nó hư hơn những cái máy móc, hay là nó dừng gì đó, mình không có mình bị động trong vấn đề đó, mình sẽ ảnh hưởng tới cái quyết định sản xuất của mình. Thì hôm nay Khải sẽ giới thiệu cái cảm biến này. Cảm biến này thì nó đo độ rung, thì nó không dây ha, nó là wireless sensor, thì nó không dây, thì mình chỉ cần gắn cảm biến nó nhỏ ở đây. Tin cảm biến này nó sẽ ghi nè, đây. Nó có nhiều trục nè, cho nên cảm biến thiết bị có ghi sẵn đây. Đây. Này là X, A, X và Z ha. Thì trên này nó có cái vít mình cho em lắp đây. Thì mình lắp trên cái motor nào đó, ví dụ như mình muốn lắp trên motor để đo độ rung nó thì mình lắp nó thôi, lắp trên motor thôi. Thì mình sẽ theo cái định hướng tọa độ là X, Y, Z thế này. À, chính xác thế này nè. X, Y, Z mình cứ nhiều lắp thôi. Cái định vị viết này vô coi như là xong, đơn giản nha thôi. Còn cái vị trí là cái bộ này thì nó sẽ kết nối không dây, cảm biến này thì nó không dây, còn không dây nguồn luôn, mình cũng không cần dây nguồn, nó xài nguồn pin ha, nên thành mình chỉ cần mình đem cái thiết bị này đi gắn cho một vị trí khác. Còn thiết bị nhỏ nhỏ này nè thì mình gắn trên cái motor, thì cái dây này dài khoảng 3 mét, thì bộ trung tâm này mình gắn cho vị trí nào đó cho nó có sóng tốt tí ha. Thì cái này là antenna bức sóng. Với cái thiết bị này nha, là pin xài được khoảng 5 năm đến 6 năm tùy theo cái nhu cầu mà mình update cái data ha. Cái này thì nó dễ, đơn giản và nó gọn, dễ lắp đặt nhanh. Thì mình muốn đo độ rung nào thì mình chỉ cần lấy cảm biến là mình gắn có mình lên cái vị trí đó theo cái tọa độ thế này. Này, cái này nó có hướng dẫn căn bản này. Này. Để tọa độ thế này là ok. Sau khi mà mình gắn đúng vị trí rồi, mình chỉ cần bật cái công tắc on trên cái cảm biến rồi cái mình nghĩa là mình có thể mình vô cái hệ thống đó mình xem. Đây mình ví dụ như hệ thống mình đang xem đây này, cái độ rung nó này, có thấy không? Đây đây là nó nói về cái hướng x, tốc độ độ rung, và cái tốc độ rung nó là cái tốc độ bao nhiêu mét trên giây này, tốc độ rung là bao nhiêu hẹp, thì nó có ghi mình rất rõ ràng ở đây. Cái đây là cái nhiệt độ, mình đang ở nhiệt độ F thì mình có thể mình sẽ chuyển diễn nhiệt độ C thì tùy theo mình thôi. Còn bên này á, thì cái cột bên này á, là nó nói về cái lịch sử của đó nè. Nó mình mới thử thôi, nên thành nó chỉ có mấy cái giá trị thôi. Cái này thì nó nhanh, đơn giản, dễ lắp, thì mình có thể mình gắn vào cái cảm biến này, cái motor này cũng được, nhanh gọn, cảm biến nó không dây. Thì cái cảm biến này như bộ này nó không dây, thì chỉ có cảm biến nhỏ này nó sẽ kết nối giật cái này, thì nó phát đi cái sóng RF và nó kết nối vô internet là mình có thể mình xem được góc độ rồi. Thì lắp rất đơn giản. Thì cả đã còn cái chi tiết hơn cái hệ thống này á, là mấy video clip trước cả đó nó sơ rồi, thì nếu mình có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn thì cứ coi lại mấy video clip lúc trước thì mình sẽ thấy được cái hướng dẫn chi tiết hơn. Còn bây giờ thì mình chỉ hướng dẫn căn bản về cái cảm biến độ rung thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.